bây giờ mình cho cô biết thìa để làm gì? Thìa để xúc. À, cái gì để xúc? Cái thìa. À, nghe và trả lời nhé, không lặp lại này. Không bạn môi rồi. Không cắn. Nào, thìa để xúc. Thìa để làm gì? Để xúc. Bút chì để làm gì? Để làm gì? Để viết. Để vẽ. Quả bóng để làm gì? Bóng để làm gì? Bóng để đá. Cái gì đây? Ghế để làm gì? Ghế để ngồi. Cái gì đây? Cái lược. Lược để chải tóc ấy. Chải tóc. Lược để chải tóc. Cái gì đây? Cái lược. Cái gì đây? Cái lược chải tóc. Chải tóc. Ai buộc tóc cho Mi? Ai buộc tóc cho Mi? Mẹ buộc à? Ngồi xuống. Con này á? Con muốn lấy á? Con muốn lấy á? Quả chuối để làm gì? Để ăn. Ăn, bóc vỏ ăn. Cái gì đây? Cái gì đây? Đây cơ mà. Cốc. Cốc để uống nước. Con phải nói được bằng lời cơ. Cốc để uống nước. Cái gì đây? Con gấu. Gấu bông để làm gì? Để chơi. Chiếc nhảy tinh tâm hồn ăn uống. Cái gì đây? Đồng hồ. Đồng hồ để làm gì? Để xem giờ.